Đó các bạn, thì trong clip này mình sẽ test cho các bạn xem nhanh cái chế độ quay HDR trên chiếc GoPro Hero 12 Black mới, xem coi như thế nào ha. Thì bạn thấy là bây giờ đang là gần 10 giờ sáng rồi, và hôm nay Sài Gòn thì trời khá là nhiều mây ha. Thì nói sơ một chút á, thì khi mà bạn chuyển qua cái chế độ HDR á, thì nó sẽ giúp cho là các bạn cân bằng lại giữa những cái vùng chênh sáng và chênh tối. Chẳng hạn như là khi bạn quay trời mây đi, nếu bạn mà quay trời bình thường á, thì cái vùng trời nó sẽ gần như là trắng xóa luôn. Nhưng mà khi bạn chuyển qua cái chế độ HDR á, thì nó sẽ lấy lại cho bạn những cái vùng mây. Như vậy thì khi mình quay lên á, cái cảnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Hoặc là những cái chi tiết nào mà bạn đứng trong bóng râm mà bị tối quá á, thì nó sẽ lấy lại được. À, thì đó là một cái điểm mạnh của cái chế độ HDR. Thì nó cũng tương tự như cách mà bạn chụp hình trên smartphone thôi, nó cũng không khác nhiều hả. Và một điểm lưu ý là khi mà bạn quay HDR á, thì bạn quay 4K nha, thì nó chỉ cho phép bạn chọn cái góc là Super View ở mức khung hình là 25 frame thôi. Còn nếu bạn muốn quay mức frame cao hơn là 50 á, thì bắt buộc bạn sẽ phải xuống nó là góc wide, chứ nó không cho bạn quay cái góc Super View. Thì đó là điểm bạn cần phải lưu ý ha. Đấy, cho nên là mình thấy là cái video á, thì mình sẽ quay ở mức là 25 frame thôi, tức là 25 khung hình trên giây đó. Về ban ngày bạn coi nha, coi coi GoPro Hero 12 Black quay như thế nào. Hy vọng thì sẽ có những cái lúc trời nắng lên á, mình quay á, cho bạn coi thì nó sẽ thể hiện rõ hơn bầu trời như thế nào. Chúng ta thì giờ trời đang khá là nhiều mây ha, cho là mình cũng không có test kỹ cho bạn được. Sáng nay thì mình thấy là cũng kẹt xe các bạn ha. Đó, chưa gì xuống cầu là thấy kẹt xe rồi, quá chừng đông luôn. Thì cái mình nghĩ nếu mà bạn đang sở hữu như là Hero 8 nè, hay là Hero 7 á, hoặc là Hero 6 cũ nữa đó, thì cái chiếc Hero 12 Black này là một cái sự lựa chọn rất là đáng bạn cân nhắc và là bạn lên đời ha. Còn nếu như bạn đang xài như là Hero 9, Hero 10 hay là Hero 11 á, thì mình nghĩ là cũng không đáng lắm. Bởi vì gần nhất là mình so với lại con Hero 11 đi ha, thì rõ ràng là về thiết kế nè, tổng thể á, là gần như là nó không có khác biệt gì cả, ngoại trừ là cái phần vỏ bên ngoài á, nó chỉ có những cái họa tiết màu xanh để mà nó khác biệt thôi. Còn gần như là không khác gì cả ha. Từ phần cứng, pin thì như nhau. Thì hãng chỉ nâng cấp một vài những cái tính năng, như là nó sẽ nâng cấp về cái tính năng đó là Hyper Smooth là lên 6.0, hay là chúng ta có quay HDR, hoặc là có thêm một cái tỷ lệ là 8:7, tức là bạn sẽ quay nó sẽ rộng hơn mà không cần phải gắn thêm cái phụ kiện, đó là cái Lens Mode 2.0 mới của GoPro để tiết kiệm tiền. Và cái điểm quan trọng nhất đó chính là Hero 12 Black á, nó đã hỗ trợ kết nối những cái chiếc tai nghe Bluetooth để mà bạn tận dụng, bạn dùng mic. Thì đó là một cái điểm mình đánh giá là rất là tiện lợi cho những bạn nào mà thích quay vlog bằng GoPro, thì như vậy nó sẽ tiện hơn ha. Thì mình nghĩ là đã có khá nhiều những cái clip review trên mạng rồi, trong nước có, ngoài nước có, thì cả mình cũng có rồi, bạn có thể mình check lại ha. Thì khi bạn kết nối là những cái tai nghe Bluetooth á, để bạn review, để bạn thu âm bằng GoPro Hero 12 á, thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái tai nghe mà bạn đang thu âm. Như là bạn, nếu bạn thu bằng AirPods á, thì nó khác ha. Thì bạn thu những cái tai nghe như là Marshall, Bose hay là JBL, thì thấy là những hãng khác nhau, thì nó sẽ cho cái chất lượng thu âm khác nhau. Rồi, và thêm một cái điểm lưu ý nữa là GoPro Hero 12 Black á, thì nó sẽ không cho bạn điều chỉnh được cái cường độ gain các bạn nha, mà cái âm thanh to nhỏ đó thì bạn sẽ gọi là chỉnh trực tiếp trên cái tai nghe các bạn luôn. Hôm nay thì mình đi thay nhớt xe, bởi vì mình mới vừa làm xong một cái chuyến đi tour Sài Gòn Đà Lạt, rồi quay lại Sài Gòn hơn 700 cây số các bạn, hơn 700 cây, do là mình muốn đi thay nhớt luôn. Mình sẽ đến một cái địa điểm quen thuộc mình hay thay nhớt, bạn nào chưa biết thì có thể mình coi clip này nha. Mặc dù mình đã có gắn cái media mode rồi, nhưng mà mình nghĩ là cái tiếng á, nó cũng sẽ không được cải thiện gì lắm đâu nếu bạn chạy khá là nhanh. Nên là mình đã thử gắn cái micro
không dây của Salamonic ha, để mình thu âm và mình về mình hậu kỳ á, mình sẽ ghép lại. Như vậy thì mình nghĩ là nghe nó sẽ đỡ hơn. Còn đây là cái âm thanh mà mình đang thu trực tiếp bằng cái Media Mode của chiếc GoPro Hero 12 Flex bạn nha. Và coi chất lượng như thế nào. Nhưng mình nghĩ thì cái âm thanh nó cũng sẽ không có khả quan mấy đâu, bởi vì cái mic của nó thì lại hướng về phía trước. Nhưng cái miệng mình á thì cái nằm phía sau, cho nên là mình nghĩ là mình đợi nó không quay nữa, có thể là nó sẽ không có nghe rõ bằng. Thì đây là đường Nguyễn Phúc Nguyên ha. Mình sẽ thay nhớt, tiệm nhớt cái tên là nhớt 54. Đó. Chỗ này thì mình thay nhớt thường xuyên rồi. Cũng quen rồi. Đây, tới rồi đây. Oh, hello. Đây, nhớt 54 đó các bạn. Rồi giờ mình vô mình thay nhớt nha. Thì bây giờ mình sẽ, trước khi mà thay nhớt á, mình sẽ xài cái dung dịch này. Thì cái phụ gia này á, nó sẽ làm cho là vệ sinh cái phần động cơ bên trong ha. Tức là khi bạn thay nhớt nhiều lần á, thì nó sẽ chứa những cái cặn bẩn bên trong, nó bám lâu ngày trong đó không có ra được khi mà thay nhớt. Thì với những cái phụ gia như này nè, thì khi bạn xài á, nó sẽ làm mềm và nó sẽ rã những cái vết cặn bã ra, và khi bạn xả ra, xả nhớt ra thì nó cũng sẽ theo đó đi ra ngoài luôn. Như vậy thì nó sẽ giúp cho động cơ bạn nó bền vững hơn. Đây nha, cái chai như này nè, Voltronic E20 ha. Đúng ra là mình thay cái Liwi luôn á, nhưng mà hết rồi bạn, nên mình thay cái này. Thì cái hiệu này cũng là hiệu xịn đó, cho là bạn cứ yên tâm. Giờ mình sẽ khởi động xe lên, mình cho nó về máy coi chừng vài phút. Đó, bây giờ thì mình xả ra. Đây, đây, ok. Đó, về máy. Để còn nghe cái âm thanh cái xe mình nha, đi to nè. Cái việc là bạn thay nhớt rất là quan trọng nha. Đó, bạn mà không thay nhớt thì xe bạn rất là dễ bị mau xuống nè. Đó, nó chở mình đi mỗi ngày mà mình mệt thì nó cũng rất mệt. Đó là bạn, cái việc là bạn thay nhớt là điện nên làm, nó chẳng bao nhiêu tiền cả nhưng mà nó giúp bạn đi an toàn hơn. Đó, bạn thì sau khoảng gần 15 phút đó, thì bây giờ mình sẽ tắt máy ha, mình xả nhớt ra. Thì tùy theo cái việc là bạn đi lâu hay đi ít á, thì bạn sẽ để cho nó lên nó lâu. Mình thì mình cho mình đi cũng nhiều rồi, nên là mình sẽ để khoảng chừng 15 phút nó xả nhớt ra ha. Đây mình quay nhớt. Đó. Đây. Chắc là mình là một số những người gọi là vlog gọi là nửa mùa hiếm hoi mình quay được cái cảnh gọi là thay nhớt xe cho mình coi á, thiệt. Chứ nhiều người đâu ai quay cái cảnh này đâu. Thì mình thấy là nhờ cái việc mà bật HDR lên á, thì mình nghĩ là những cái khu vực cũng tối như vậy nè thì nó sẽ cân bằng lại, bạn có thể thấy rõ hơn. Đây mình coi nha. Đó. Đây. Như cái màu cà phê nâu nâu nữa bạn ha, nâu nâu đó. Thì cái nhớt này lúc mình đi Đà Lạt á là nhớt Highball bạn nha. Nhưng mà mình thì mình thích lưu nguyên hơn, đó là mình quyết định là mình thay lại nhớt lưu nguyên mình đi. Rồi xong phần nhớt ha. Ok. Nói chung là nhớt mà theo bạn này nói là màu cánh dán các bạn ha, là ok, không có bị nhớt, không bạch. Rồi, đây chính là cái nhớt Liwi mình sẽ thay và mình cũng đã xài nó rất là nhiều lần rồi, thì đánh giá ok. Với mình nha, con này ok. Còn những bạn khác thì không biết sao, nhưng mà nếu bạn nào mà đang kinh doanh không biết thay nhớt như nào cho chiếc xe Tay Ga của mình á, kể cái xe số nữa, thì bạn có thể mình xài nhớt này, hiệu năng cao ha. Rồi, ok. Của Đức. Đó, bạn nào mà chạy xe máy mà có cường độ cao như mình đi những cung đường xa thường á, tô nhiều á, thì bản thân mình chọn con nhớt này. Rồi đây ha, cái màu nhớt nguyên bản như này bạn ha, những cái chai đó giống như này nè, dễ vô. Made in Germany, Đức. Rồi chai này thường thì mình sẽ đi bao nhiêu cây mình thay một lần ta? Nếu mà ngon luôn là khoảng 2,5 đến 3 ngàn anh, còn trên catalog của hãng là 4 ngàn lần rồi, mà đường chạy nó 4 ngàn thì cái hệ phụ gia nó xuống rồi. À, rồi không còn đã nữa rồi. Ok, nói chung là 4 ngàn là theo hãng công bố. Còn nếu mình lâu năm kinh nghiệm thì từ 2,5 ha, 2,5 tới 3 ngàn thì mình thay là vừa.
Tại vì cái mức mà hãng công bố là nó trong cái điều kiện gọi là điều kiện thuận lợi. À rồi. Còn đường Việt Nam thì lên xuống nó thường này nọ. À. Đúng hợp lý. Chất nhớ nó giảm nhanh lắm. À. Rồi, rồi. Ok. Đông hả đông. Có vài phút thôi là xe bạn bây giờ là ngon lành là đi lại rồi.